không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Cửu Giang Thập Nhị Phường. Tập 23. Chúc mừng trước ông chủ Tống sẽ được chọn làm sở trưởng tổ nghiệp vùng Cửu Giang. Cạn ly. Có điều mọi lời nói đều là quá sớm, chưa có gì chắc chắn đâu. Nói không chừng tới lúc đó chức sở trưởng sẽ thuộc về người khác. Ông chủ Tống không phải là cậu sợ Lương Chính Khuôn nữa chứ? Tuy là cậu ta có rượu bắt tiêu, nhưng quốc yến tử của cậu mà đưa ra sẽ qua mặt được cậu ta ngay thôi. Phải. Đúng vậy, luận về tài cán, luận về thực lực, cậu là người đáng được chọn nhất đó. Thêm vào đó có được mối làm ăn quốc yến tử đó làm hậu thuẫn, chức sở trưởng tổ nghiệp chắc chắn sẽ thuộc về cậu rồi. Nếu đúng là vậy, đều là nhờ Tăng Đại Nhân đã hết lòng tiến cử Tụ Long Phường chúng tôi với triều đình và lo liệu từ bên trong, nên chúng tôi mới có thể có được mối làm ăn quốc yến tử này. Tăng Đại Nhân, tôi kính ngài một chung. Ê, Tử Tuấn à, sao lại nói với ta những lời như vậy chứ? Ta vì trọng nhân tài nên mới giúp cậu một tay thôi. Ta và cậu như tình phụ tử vậy, ta còn phải nhờ vào cậu để liên kết với các phường chủ mà hợp tác với bổn quan, cùng nhau chấn hưng tử nghiệp Cửu Giang, cùng nhau kiếm thiệt là nhiều tiền. Được, tôi cũng nghĩ vậy. Cạn chung. Ông chủ Tống, tôi cũng muốn uống với ngài một ly. Cô làm gì vậy? Ê, Tử Tướng, không cần cẩn trọng vậy đâu. Tăng Đại Nhân à, ngài biết đó, lâu nay tôi luôn một lòng một dạ với Úc Phương. Ta biết, đương nhiên là ta biết mà. Người lớn làm việc lớn, sau này cậu làm sở trưởng sẽ phải tiếp đãi rất là nhiều quan khách. Cậu không thể mỗi một lần đều từ chối người ta một cách mất hứng vậy được. Đúng đó ông chủ Tống, có câu á, làm người không phong lưu thì uổng phí tuổi thanh xuân. Phải. Quan trọng nhất là Úc Phương đã đi Quảng Châu, không biết tới bao giờ mới quay về đó. Thôi cả ly, cả ly, cả ly. Rồi cả ly, cả ly. Mời. Ông chủ Tống, tiểu hồng tối nay sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo, được không? Được thôi. Đúng là hư quá đi à. Úc Phương, cha muội nói muội đi Quảng Châu mà, muội về hồi nào vậy? Ở đây là nhà của tôi, tôi muốn về lúc nào cũng được, đâu cần thông báo cho huynh biết. Huynh nhìn mình đi, xem bộ dạng giống cái gì chứ, rõ ràng là hạ lưu vô sĩ. Muội nói chúng ta đã cắt đứt quan hệ, muội không cần quan tâm tới chuyện của huynh. Huynh chẳng qua có liên quan gì tới muội chứ? Sao muội đánh huynh? Muội từng nói muội đánh huynh là vì muốn huynh tốt hơn, muốn huynh là một người đàn ông đứng thiên lập địa để muội có thể trao thân gửi phận. Muội nói đi, có phải muội vẫn còn thích huynh không? Không ai thích huynh đâu, huynh về đi. Úc Phương, Úc Phương à, Úc Phương, buông tay ra. Cô sẽ làm chuyện hạ lưu tới như vậy, cô đi xa một chút đi, đừng làm cho bẩn nhà tôi. Trời ơi Úc Phương, Tử Tuấn sao lại trở thành như vậy chứ? Tăng Đại Nhân, đừng nói nữa. Tiểu Cúc à, đưa ông chủ Tống về đi. Dạ lão gia. Cô cũng về đi. Tăng Đại Nhân xin cáo từ. Ây cha. Cha, sao cha để tên cốn đó đưa loại đàn bà này về nhà mình chứ? Ây cha cũng không muốn như vậy đâu. Vừa rồi cha cùng với mấy vị phường chủ các tử phường cùng nhau ăn cơm bàn chuyện, ai ngờ Tử Tuấn muốn kêu vài kỹ nữ tới hầu hạ, sau đó uống tới say mềm, còn nói là muốn về nhà của cha. Như vậy cũng tốt, để con nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn. Con nghĩ đi, bây giờ hắn đã đối xử với con như vậy rồi, hạnh phúc sau này của con sao có thể trông mong vào hắn được. Kẻ vô liêm sỉ như vậy, cắt đứt với hắn luôn là đúng nhất. Cả đời này con cũng không muốn nhìn thấy loại người đó nữa. Không có gì. Không có gì. Mẹ đừng có nói với tôi là nhìn vật nhớ người nha.
Ta về phòng đây. Thưa tiện nhân này, Lương Chính Nhiêu đã đi rồi mà mẹ còn nhớ tới hắn. Mẹ làm sao ăn nói với cha tôi, với Tống gia nhà tôi? Con buông tay ra đi Tử Tuấn. Nếu như mẹ thích lăng loàn tới vậy, tôi sẽ cắt tóc mẹ luôn. Coi thử mẹ làm sao mà lăng loàn được nữa. Con buông tôi ra Tử Tuấn. Buông tôi ra. À, trời ơi, con điên rồi hả Tử Tuấn? Đừng mà, dừng tay lại đi. Đừng mà Tử Tuấn. Tử Tuấn đừng mà. Chính khuôn, con ăn một chút đi, mềm mềm hết rồi kìa. Khương ca, chúng ta đã có được mối làm ăn lớn với nhị gia, lẽ ra không nên buồn nữa. Sao vậy, mặt Quỳnh lại có vẻ buồn vậy? Nhưng mà ngay lập tức phải nộp thuế an ninh gì đó. Vừa được lại mất, tay trái được tay phải mất, tiền chúng ta kiếm được đều mất hết rồi. Hả? Khương ca, mọi người làm việc vất vả đến vậy mà không kiếm được chút đỉnh nào sao? Bây giờ triều đình đang loạn lạc, làm gì có ai để ý tới cửu gian chúng ta. Cái tên cậu quan đó còn không nhân cơ hội làm bậy. Có điều là vậy, cũng may có món tiền của nhị gia, chúng ta mới có tiền nộp thuế. So với các tử phường khác, cũng xem như chúng ta trên thì không bằng ai, dưới không thua ai. Nó cũng phải. Nếu như nhị gia hài lòng với rượu của chúng ta, có thể tiếp tục làm nữa. Hy vọng sau này có thể kiếm được tiền rồi. Ông chủ Lương. À, Thao. Ông chủ Lương, sao cậu lại gấp gáp quay về vậy? Tiêu rồi, rượu của chúng ta không vào được kinh thành. Hả? Sao lại như vậy? Quan phủ nói phương Bắc tình hình đang rối ren, cho nên rượu ở bên ngoài đều không vào được kinh thành. Nhị gia đã thương lượng với họ rất lâu mà vẫn không được. Tôi đành phải niêm phong rượu rồi chuyển về lại. Lá thư này là của nhị gia kêu tôi đem về giao cho cậu. Hình như là tạm gác lại kế hoạch bắt Tiêu rồi. Nếu rượu của chúng ta không thể tiêu thụ về phương Bắc được, không phải là lỗ vốn sao? Chúng ta làm sao có tiền để nộp thuế an ninh đây? Muội không cần phải lo, huynh nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Trời, Chính Khuôn à, hay là tìm đại ca của con thương lượng. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Nhưng mà đại ca đã ra ngoài rồi, gần đây đi sớm về trễ, cả ngày không thấy người đâu. Trước đó để có hỏi huynh ấy đi đâu, nhưng huynh ấy không chịu nói, tỏ ra rất bí mật và còn kỳ lạ nữa. Ông chủ, phát thuốc. Đừng có kêu tôi là ông chủ nữa. Trong lòng tôi, cho dù cậu có ở đâu hay là mang họ gì đi nữa, trước sau cậu vẫn là ông chủ của tôi. Ngày đó đó, kêu thúc tiếp tục ở lại Tù Long Phượng canh chừng Tử Tuấn, làm những người khác hiểu lầm thúc vong ân bội nghĩa. Thật là ức ức cho thúc quá. Ông chủ ơi, xin cậu đừng bao giờ nói vậy. Tôi đã làm ở Tù Long Phượng bao nhiêu năm nay rồi, lão gia và cậu đối với tôi ân trọng hơn núi. Hơn nữa, tôi cũng muốn tốt cho Tù Long Phượng, là tôi cam tâm tình nguyện ở lại. Dù người ta có nói thế nào, quan trọng nhất vẫn là không thẹn với lòng mình. Đa tạ thúc. À phải rồi, dạo này Tử Tuấn thế nào? Tằng đại nhân lôi kéo nhị thiếu gia, nói là giúp triều đình đặt quốc yến tử gì đó để tiếp đãi sứ thần nước ngoài. Quốc yến tử? Vốn dĩ giới thiệu tên tuổi giùm cho Tụ Long Phường cũng rất tốt, nhưng mà nhị thiếu gia vì quốc yến tử đó đã đem rất nhiều tiền ra để lo lót. Tằng đại nhân đó lại nói là rượu diệt thuần của chúng ta không đủ quý giá, yêu cầu chúng ta thêm vào một lượng lớn đương quy lọc nhung, những dược liệu quý giá đó bỏ vào trong rượu. Với thời gian dài, tôi sợ tiền vốn quay vòng của chúng ta nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Phí lo lót chẳng phải là vào hết túi của tăng đại nhân sao? Đặt nhiều dược liệu quý giá như vậy đối với ông ta có lợi gì chứ? Điều này tôi cũng không thể hiểu được. Nhưng mà chuyện tôi cảm thấy kỳ lạ là điều khoản trong bản hiệp ước mà nhị thiếu gia ký kết với tăng đại nhân vô cùng hà khắc. Lỡ như đợt rượu này xảy ra vấn đề gì, tôi sợ Tụ Long Phường nhất định sẽ không có đủ tiền để đền cho người ta đâu. Chuyện này xem ra không có đơn giản chút nào. Phát thúc à, thúc về nhà lưu ý Tử Tuấn giùm tôi. Nếu có chuyện gì chúng ta tiếp tục liên lạc. Tôi biết rồi ông chủ. Bà cô, mở cửa. Gia Bích à, qua đây ăn miếng cháo đi. Hả? Gia Bích, sao vậy nè? Hả? Muội đừng có ngốc như vậy mà. Tỷ biết lần này Tử Tuấn nó rất là quá đáng. Tỷ cũng đã khuyên nó rồi, nhưng tiếc là nó không chịu nghe tỷ. Con biết con là người của Tống gia. Trước giờ con chưa bao giờ dám mơ ước có kết quả gì với Chính Nghiêu. Thậm chí bây giờ Tử Tuấn
đã đuổi chính nghĩa đi khỏi Tống gia, không cho chúng con được gặp nhau, con cũng không nói gì cả. Nhưng mà hiện giờ ra nông nỗi này, con sống không bằng chết. Con hãy cho con làm ma nhà họ Tống đi có được không? Dạ Bích à, tỷ biết bao nhiêu năm nay đã làm khó muội, nhưng mà tỷ không muốn nhìn thấy muội tự giày dò bản thân mình như vậy. Để tỷ giúp muội. Tam phu nhân muốn cắt mạch máu tự sát nè. Bà cô, cậu mau tìm người tới giúp một tay đi. Dạ dạ. Gia Bích à, mau chạy đi, tỷ chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Tóm lại muội đi càng xa càng tốt, sau này đừng quay trở lại nữa. Con đa tạ cô. Cô cũng phải tự bảo trọng nha. Tỷ biết rồi, muội mau đi theo cửa sau, nhanh lên đi. Cái gì? Tam mẫu tự sát hả? Ờ cô à. À Tử Tuấn à, bây giờ con đừng vào đó. Tâm trạng của tam mẫu con đang rất kích động, không có muốn gặp ai hết. Như vậy càng phải vô coi mẹ ra sao nữa. Không được, con không được vào. Tại sao con lại không thể vào chứ? Tử Tuấn, lý nào là vậy? Có thông đồng thả người đàn bà đó đi rồi sao? Đừng mà, đừng mà, tha cho nó đi Tử Tuấn. Tử Tuấn à, tiện nhân nó không giữ phu đạo, còn bảo vệ danh dự của Tống gia thôi. Con đã làm sai chỗ nào? Con sai chỗ nào à? Con đã sai càng sai. Con không niệm tình thân. Căn nhà này vốn dĩ có chính Nghiêu, Gia Bích và Tử Trần nữa, cả nhà chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ chính Nghiêu bị con đuổi đi, Tử Trần lại không chịu quay về nữa, tới Gia Bích mà con cũng không chịu buông tha. Có phải con muốn chỉ còn lại một mình con, nhà tan người mất, lúc đó con mới vừa lòng hay sao? Cho tất cả mọi người tới cho ta, cho dù phải lật tung cả cửu gian này lên, cũng phải tìm cho ra á tử nhân đó. Đừng mà. Dạ. Đừng mà. Hai người tìm bên này, còn hai người tìm bên kia, mau lên. Dạ. Các người làm gì vậy? Người đàn bà đó đâu? Người đàn bà nào? Ta nói Đinh Gia Bích, giao ả ra đây. Tống phu nhân, chúng tôi lâu rồi không gặp bà ấy, tại sao tự nhiên tới đây đòi người chứ? Đồ thần kinh, cậu còn không đi tôi sẽ báo quan nói cậu tùy ý xâm phạm nhà dân đó. Ả đàn bà đó nhất định là ở đây, lục soát cho ta. Nhất định phải lục soát tới khi tìm được mới được. Dạ. Nè, nè, đừng có làm càn như vậy. Tránh ra đi, tránh ra. Dừng tay, dừng tay lại đi. Không có gì thiếu gia. Dừng tay. Mẹ, mẹ, các cậu làm gì vậy hả? Đám chó điên này nói chúng ta cướp giấu Tống phu nhân đó. Tống Tử Tuấn, đây là chỗ của Lương gia chúng tôi. Chúng tôi không có giấu người của cậu, cũng không tới lượt cậu tới đây gây rối. Các cậu mau đi hết cho tôi đi. Tôi thích soát thì soát, thích tìm thì tìm, thiếm làm gì được tôi đây? Ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm hay sao? Năm xưa nếu như cha tôi không cho các người tiền giúp các người vượt qua khó khăn, các người có ổ chó này mà ở không? Còn nữa, cả căn tụ hữu phường cũng là của tôi cho con trai thiếm. Lúc trước Lương Chính Nghiêu và á tiện nhân đó đã có chuyện với nhau, cũng là tôi tha cho bọn chúng con đường sống, để cho hắn có thể trở về đoàn tụ một nhà với các người. Tống Tử Tuấn tôi có thể nói là đại ân nhân của nhà họ Lương rồi. Đừng nói là soát, tôi phá bỏ chỗ này chứ được nữa. Hả? Trời, tôi, tôi không phải là con trai của thiếm. Đừng nghĩ thiếm là mẹ của tôi. Mẹ của tôi đã trả cho thiếm rồi, tôi không còn nợ thiếm gì nữa, mà là thiếm nợ tôi đó. À tự nhiên nó không có ở đây, nhất định là ở đoàn viên cương, mau qua đó tìm. Nè nè nè, cái người kém người đâu, cái này làm gì vậy?
Nhi ca. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đình Gia Bích đang ở đâu? Giao ả đàn bà đó ra. Tam mẫu? Chẳng phải ở nhà sao? Sao quỳ lại tới đây tìm tam mẫu? Mũi còn làm bộ không biết nữa. Ả đàn bà đó không có nơi nào để trốn. Ả nhất định trốn ở đây. Tôn Tử Tuấn, mẹ, cậu đúng là quá đáng lắm rồi. Cậu phá gia đình tôi, bây giờ lại tới đây làm loạn nữa. Cái gì? Hắn đó, ngay cả bà dì của cha già nội cũng quăng xuống đất. Ngươi có lầm không vậy? Đừng nghĩ rằng ngươi đông người thì bọn ta sợ ngươi nha. Tử Trừng, nếu muội không giao ả đàn bà đó ra đây, đừng trách huynh không nể tình huynh muội. Ngay cả đoàn viên cư này huynh cũng sẽ sáng bằng đó. Từ lâu huynh đã không nghĩ tới tình thân rồi. Tam mẫu đã làm sai chuyện gì mà huynh hết bắt rồi nhốt chứ? Ả ta không giữ phụ đạo. Trời ơi, nếu như tam phu nhân làm sai chuyện gì thì cậu phải luận tội cô ấy tại tự đường, chứ không nên tới Lương gia chúng tôi làm loạn. Các người tưởng làm vậy có thể bao che cho ả sao? Hôm nay tôi nhất định phải tìm cho ra ả. Soát cho ta. Dạ. Nghe, không được soát. Muội cho huynh biết, tam mẫu vốn không có ở đây. Nếu huynh còn tiếp tục làm loạn ở đây nữa, có phải huynh muốn tất cả mọi người dùng cửa gian này để biết chuyện nhà họ Tống hay không vậy? Nếu như là phải, muội không sợ cùng huynh tự làm xấu mình đâu. Muội, tôi cho cậu biết, nếu cậu còn muốn giữ chút thể diện cho nhà họ Tống, tôi khuyên cậu và người của cậu lập tức đi đi. Được, hôm nay coi như tôi nể mặt Tử Trừng, tha cho ả một con đường sống. Nhưng mà thím nói với ả đàn bà đó, kêu ả tự ta biết thân đi, đừng quên bản thân mình là thân phận gì. Ả ta là quả phụ nhà họ Tống, nếu để tôi nghe được nửa lời đàm tiếu, tôi sẽ không tha cho ả đâu. Đi. Không sao rồi tam mẫu? Cô yên tâm, Tử Tuấn đã đi rồi. Xin lỗi thím Lương, xin lỗi Tử Trừng, vì tôi mà liên lụy tới các người rồi. Xin tam mẫu đừng nói vậy mà. Cũng may là trên đường người gặp được mẹ chồng con nên mới giấu người sớm một bước. Nếu để nhị ca phát hiện được thì rắc rối lắm đó. Tông Tử Tuấn này đúng là càng ngày càng mất nhân tính mà. Dù gì cô cũng là kế mẫu của hắn, sao hắn có thể đối xử với cô như vậy chứ? Mẹ yên tâm, con không để người ta làm hại mẹ nữa đâu. Hơn nữa nhị ca cũng nói Quỳnh ấy sẽ không làm phiền mẹ. Mẹ có thể yên tâm ở lại đây rồi, mọi người sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Không được đâu, đứa tôi còn ở lại trong nhà họ Lương, nhất định sẽ có lời đàm tiếu. Tới lúc đó Tử Tuấn nhất định sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi sợ làm liên lụy tới mọi người. Vậy cô định làm thế nào? Đứa Tử Tuấn đã không bắt tôi trở về Tống gia nữa, tôi sẽ trở về nhân tiện đường. Tôi rất nhớ đại ca tôi. Như vậy cũng tốt, dù sao ở đó cũng có Tằng tiểu thư coi sóc. Tôi nghĩ Tử Tuấn không dám làm bậy đâu. Hơn nữa cô cũng có thể chăm sóc cho Đình thiếu gia. Muội ơi muội, muội tới tìm ta thiệt rồi. Vậy là muội vua không có nói dối. Phải rồi, bệnh của muội đã đỡ chưa? Không sao rồi. Đại ca, sau này đừng gọi chính nghĩa là muội vua nữa nha. Hả? Không gọi là muội phu. Quỳnh biết rồi, vậy gọi là ông chủ Tống. Cũng không phải. Bây giờ Quỳnh ấy không phải họ Tống nữa, mà là họ Lương. Hả? Sao có thể như vậy được? Họ mà cũng có thể thay đổi sao? Vậy sau này cậu ấy có thể mang hộ.
Thưa cha, con xin lỗi làm hai người phải kinh sợ. Là người lớn rộng lượng, xin đừng trách Tử Tuấn. Người của Tống gia còn khôn ác hơn Quỷ Tây Dương. Trước đây đã tới làm loạn một lần rồi, lần này lại như vậy nữa, còn phá bàn thờ của Lương gia. Hắn còn nói tù hữu cư là của hắn cho chúng ta nữa. Hắn là đại ân nhân của Lương gia chúng ta. Đúng là ép người quá đáng mà. Không được, con phải tới Tống gia đó lại công bằng. Chính Khuôn, Chính Khuôn, Chính Khuôn, để bình tĩnh lại đi. Tài ca, Quân không còn ba họ Tống nữa, Quân không cần phải e dè bọn chúng. Không phải là Quân e dè nó, bây giờ Tử Tuấn đã bị người thân xa lánh như vậy, cũng là do hắn tự làm tự chịu thôi. Không lẽ chúng ta bị đấm một đấm còn sợ đau tay người ta hỏi tay người ta có bị gì không hả? Nhẫn nhịn cũng có mức độ thôi chứ. Tôi hiểu được cảm nhận của mọi người, tôi mong là mọi người nghĩ cho để ý một chút. Từ nhỏ để ý đã xa rời người thân, chúng ta không dạy dỗ tốt cho để ý, tính cách của nó mới trở nên như vậy. Hơn nữa, nó là ca ca ruột của Tử Trừng, mọi người cũng nên nghĩ tới cảm nhận của Tử Trừng chứ. Mọi không có người ca ca như vậy. Quân ấy quả thật rất quá đáng. Mọi người nói rất đúng. Bây giờ quân ấy bị người thân tránh xa, đều là vì bản thân quân ấy thôi. Lâu nay mọi người luôn bao dung nhường nhịn quân ấy, nên quân ấy mới sai nói tiếp sai. Vinh Nghiêu, con đã nghe thấy rồi đó. Ngay cả Tử Trừng mà cũng nói như vậy. Con người này đã hết thuốc chữa rồi. Mẹ à, Tử Trừng nói vậy cũng chỉ vì giận lẫy thôi. Đủ rồi đại ca, sao huynh lại phải bênh vực cho hắn chứ? Có phải là vì huynh ba họ Tống quá lâu rồi không, nên đã quên mất họ Lương của mình rồi có phải không? Để hỏi huynh, khi Tử Tuấn đưa một đám người tới nhà chúng ta làm loạn, huynh đang ở đâu? Huynh đang ở đâu? Có phải huynh vì quốc yến tử gì đó của Tống Tử Tuấn mà chạy đâu chạy đáo không? Uổng công nội và mẹ ngày đêm trong đóng huynh nhận tổ quy tông, bây giờ huynh trở về thì sao chứ? Người của huynh đang ở Lương gia, nhưng mà hậu này lại ở Tống gia. Khuôn ca, Khuôn ca, Khuôn ca. Vinh Nghiêu à, con ngủ không được sao? Hôm nay cả nhà không có ai đứng về phía con, con cũng không thể trách mọi người được. Bởi vì Tử Tuấn đúng là rất quá đáng. Con hiểu chứ? Con không hiểu. Con chỉ cảm thấy Chính Khuôn không hiểu cho Tử Tuấn. Bản thân con có hiểu cho Chính Khuôn không? Chính Khuôn đang đau đầu về chuyện rượu Bắc Tiêu, con có biết không? Xảy ra chuyện gì vậy? Phường Bắc Đàn rất rối ren. Đợt rượu đó không vào tới kinh thành phải đem về rồi. Sao chuyện lớn như vậy mà Chính Khuôn lại không nói con biết? Con là đại ca của nó, nhiều năm làm việc trong tử nghiệp, kinh nghiệm lại rất phong phú. Sao nó không muốn thương lượng với con chứ? Gần đây mỗi ngày con đều tới Nhân Thiện Đường chăm sóc Đinh Thiếu Gia, ngoài ra còn phải âm thầm giúp cho Tủ Long Phường. Nó không muốn con bận tâm nhiều, cho nên không nói cho con biết thôi. Đệ ấy đúng là ngốc mà. Chinh Nghiêu, mẹ biết con rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng đối với Tống gia con đã tận tâm tận lực. Con coi Tử Tuấn như tiểu đệ của con, nhưng nó không chịu nhận thì cũng đâu còn cách nào. Con nghĩ mẹ lòng dạ hẹp hòi cũng được, nghĩ mẹ ích kỷ cũng được. Con đừng chỉ biết quan tâm tới người tiểu đệ đó. Chính Khuôn mới là tiểu đệ ruột của con. Mẹ à, mẹ nói đúng, con đã trở lại rồi. Chuyện gì thì cũng nên đặt Lương gia làm đầu. Mẹ yên tâm, con sẽ không để Chính Khuôn gặp chuyện đâu. Thiên Nhật Xuân, 60 tỉnh, đủ rồi. Song Chưng, 60 tỉnh, đủ luôn. Lương gia Hùng, 60 bệnh, đủ rồi. Chính Khuôn à, huynh có một khách quen ở Quảng Tây, để huynh liên lạc với ông ấy thử xem ông ấy có hứng thú với đợt rượu này không. À, không cần đâu. Đây đều là khách hàng của Tụ Long Phường, để con muốn dành mối làm ăn của tiểu đệ của huynh, để tự biết cách giải quyết. Nè, bao nhiêu vậy? Ba loại đủ hết rồi. Mỗi loại 60 tỉnh, tổng cộng 180 tỉnh, đủ số lượng rồi. Sao huynh lại đối xử với đại ca như vậy? Bây giờ muội đang mang thai, đúng ra không nên cả ngày tới tìm để phụ giúp. Muội phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Lão bá. Lão bá. Bá ăn cơm chưa? Chưa. À, vào đây ngồi đi, nếu không chê ở đây ăn cơm luôn đi. Tôi chỉ muốn uống hớp rượu.
Vậy được, cho chúng tôi không có gì nhiều nhưng rượu thì rất nhiều. Xưng hô với lão bá thế nào? Tôi họ Lâm, sông Mộc Lâm. Dạ. Lâm bá, đây là loại rượu sông chân cao cấp mà tôi vừa mới cất xong, mời uống thử rồi cho ý kiến. Lâm bá, người không sao chứ? Rượu này không hợp khẩu vị sao, Lâm bá? Rượu sông chân này đúng là thơm ngon vô cùng. Đã 30 năm nay tôi chưa từng được uống loại rượu sông chân ngon như vậy. Thật hiếm có Lâm bá thích rượu của chúng tôi như vậy. Nè, để tôi lấy thêm 2 cân cho người đem về nhà từ từ uống nha. Nè, Ngưu à. Rượu này có mắt không? Người khen ngợi như vậy, Lâm bá, tôi mời người. Ê, không được đâu, có cầu vô cùng bất thụ lộc. Tuy là ta không có giàu có gì, nhưng mà làm lụng bao nhiêu năm nay cũng đã tích lũy được chút ít. Cho. Cha. Thật ra từ lúc tôi 17 tuổi đã bị bán qua Nam Dương. Lúc đó một thân một mình không có gì trên người, lại nhớ quê hương nên phát bệnh. Cũng may là tôi có đem theo mấy bình rượu sông chân, nên mỗi buổi sáng tôi đều uống 2 hớp. Sau khi uống xong không biết sao sức lực lại tràn đầy. Cứ như vậy ngày lại qua ngày, trong lúc tôi khó khăn nhất cũng đều nhờ vào rượu sông chân này giúp đỡ vượt qua ngày tháng đó. Người ở xa xứ, rượu quê hương, nước quê hương, quả nhiên còn công hiệu hơn cả linh đơn diệu dược. Nhưng đáng tiếc là rượu tôi đem theo qua không bao lâu đã uống hết rồi. Cậu biết đó, ở Nam Dương cho dù có tiền cũng không thể mua được sông chân. Sau đó tôi nghĩ cách nhờ hương thân đem qua giùm cho tôi. Hèn gì mà Lâm bá vừa tới nơi cơm không chịu ăn, lập tức thưởng thức rượu sông chân của chúng tôi. Thì đó, thật không ngờ uống rồi thì uống được cực phẩm như vậy. Nhưng mà các người cũng thật tốt, ủ ra được loại rượu sông chân ngon như vậy. Được, lần này tôi muốn mua 90 tỉnh đem về Nam Dương để làm quà cho bằng hữu. Lâm bá à, vậy ở bên Nam Dương có phải là có rất nhiều hương lý đều rất thích uống rượu gạo của Trung Quốc không? Đương nhiên rồi, không chỉ bên Nam Dương, bên Cửu Kim Sơn còn nhiều hơn nữa. Vậy nếu như chúng tôi đem rượu qua bên đó bán thì sao? Tôi dám bảo đảm cậu đem qua bao nhiêu sẽ bán hết bấy nhiêu. Nè, tỉnh rượu này tôi đem về nhà từ từ thưởng thức ha. Dạ. Đi thông thả nha. Đi thông thả. Được được, tạm biệt. Cha, con ca à, lần này chúng ta không cần lo lắng nữa rồi. Nhưng mà vận chuyển qua Nam Dương cần làm rất nhiều thủ tục, cần phải có giấy phép nữa. Hey, không phải dễ đâu. Hay là chúng ta tìm đại ca bàn bạc chút đi. Đại ca, Quân có chuyện phải ra ngoài một chút. Nè, Tử Trưng, đừng cản trở đại ca. Tại sao không nói với Quân ấy? Đại ca đi dội dàng như vậy chứ định là muốn giúp Tử Tuấn làm chuyện gì đó. Chuyện của bản thân Quân sẽ tự giải quyết lấy. Quân muốn đem rượu bán ra ngoài Nam Dương, cách làm nhanh nhất là đóng thuế hải quan. Tôi biết thuế hải quan là đặt ra cho thương nhân Nam Dương, gần đây cũng đã mở rộng ra nhiều rồi. Có điều tôi sợ thủ tục rắc rối sẽ làm mất thời gian. Lát nữa tôi sẽ viết cho Quynh một lá thư, tới lúc đó Quynh cầm tới chỗ giám sát hải quan hỏi Trường đại nhân, ông ấy sẽ giúp đỡ Quynh. Tin là không bao lâu nữa rượu của các Quynh sẽ được tiêu thụ qua Nam Dương. Vậy phải làm phiền Châu đại nhân thật rồi. Tôi đây lấy trà thay rượu, kính trước ngài một ly. Quynh khách sáo quá rồi, Quynh đã giúp ta làm một việc lớn, lần này ta chỉ là sẵn dịp giúp đỡ lại mà thôi. Châu đại nhân à, ngài thân phận cao quý, trước đây ngài đã xây trường học ở Cửu Giang, thành lập Tây Y quán. Tôi có thể thấy được ngài thật lòng tạo phúc lợi cho bá tánh. Khách sáo rồi. Tiếc là thế sự nhiễu nhương xài lan còn nhiều, có rất nhiều chuyện tôi cũng lực bất tòng tâm. À phải rồi, về chuyện Lạc Huynh và Lâm Huynh đi Hương Cảng, tôi đã sắp đặt sẵn sàng, mấy hôm nữa là có thể xuất phát rồi. Lần này đã tại chính Nhiêu Huynh đã trượng nghĩa tương trợ. Không có gì. Thật ra thì tôi cũng rất ngưỡng mộ các vị có thể dứt bỏ gông xiềng thế tục, tâm không vướng bận để đi làm những chuyện có ý nghĩa như vậy. Nếu như tôi không nặng gánh gia đình, tôi cũng rất muốn được như Châu đại nhân,
có thể góp chút sức lực cho quốc gia. Được quen biết với người tri kỷ như huynh đã là chuyện đáng vui nhất cả đời người. Nè, tôi lấy trà thay rượu, kính huynh một chút. Đa tạ. Đây là lá thư của Châu đại nhân. Để cầm thư này tới trạm gác hải quan tìm Trương đại nhân. Ông ấy xem xong lá thư này sẽ giao cho giấy phép để có thể đem số rượu vận chuyển qua Nam Dương. Đại ca, còn nữa, ngày mai huynh và đệ cũng tới hải quan để làm thủ tục buôn bán ra ngoài. Đệ xin lỗi đại ca. Đệ cứ tưởng rằng huynh... tưởng rằng huynh không bận tâm tới chuyện của đoàn viên cư đúng không? Thật ra thì huynh cũng có chút không đúng. Trước đó huynh rất ít quan tâm tới đệ. Ngay cả chuyện Bắc Tiêu có vấn đề mà huynh cũng không biết. Đâu liên quan tới huynh. Tại đệ cũng nói cho huynh biết thôi. Cho dù thế nào, sau này huynh đệ chúng ta cùng đồng lòng, cùng nhau làm tốt đoàn viên cư. Chúng ta tìm cơ hội ngồi nói chuyện với Lâm Bá, tìm hiểu một chút về phong thổ con người bên đó. Nói không chừng sẽ có nhiều cơ hội làm ăn hơn. Nếu như có thể, chúng ta đi Nam Dương một chuyến cũng tốt. Ai cha, nghe nói hai người đang định buôn bán ra nước ngoài. Sao hả? Bắc Tiêu bị trả về, không sợ Nam Tiêu bị chìm thuyền sao? Muốn chuốc say cá hả? Sao lưng huynh có ai chống lưng à? Sao chuyện gì cũng thuận lợi hết vậy? Các người dù có bản lĩnh tới đâu, rượu đó cũng bán cho dân khốn khổ uống mà thôi. Còn quốc yến tử của tôi thì khác, là dành cho hoàng thân quốc thích hay sứ tiến nước ngoài uống thôi. Thứ tuấn, huynh khuyên đệ không nên quá tin vào Tăng đại nhân, coi chừng sai vào cái bẫy của ông ta. Tới lúc đó đệ sẽ mất nhiều hơn là được đó. Hình như người được chống lưng là huynh chứ không phải đệ. Đây là lần cuối cùng huynh nhắc nhở đệ. Sau này chuyện của Tụ Long Phường huynh sẽ không lo tới nữa. Đi thôi. Nè, chuyện của Tụ Long Phường đã không còn liên quan tới huynh từ lâu rồi. Huynh đừng suốt ngày làm ra vẻ đại ca nữa. Lần này tôi sẽ cho mọi người thấy Tống gia không có huynh vẫn hưng thịnh như thường. Tụ Long Phường chúng tôi không có huynh dưới sự quản lý của tôi vẫn sẽ dẫn đầu dùng cửu giang. Đợi sau khi tôi lên làm sở trưởng tử nghiệp dùng cửu giang xong, tôi sẽ nói cho mọi người biết ông chủ Tống tôi đây so với ông chủ Tống là huynh có năng lực hơn, có thực lực hơn nhiều. Sao hả đại ca? Phải đó, sao rồi? Đợt rượu này đạt tiêu chuẩn không? Mùi thơm đậm đà, chất lượng thanh cao, hương vị nồng đậm. Loại rượu này chắc là Lâm Bá rất hài lòng. Thật sao đại ca? Ừ. Đại ca của con nổi tiếng với lưỡi vàng mà. Nó nếm thấy ngon thì là ngon thôi. Tốt quá rồi. Nếu như đợt rượu này thành công, rượu của đoàn di cư chúng ta rất nhanh sẽ được lưu hành ra nước ngoài. Đại ca, có người đem một bức thư tới cho huynh. Đa tạ. Không có gì. Mẹ, mẹ cũng nếm thử đi. Một chút thôi. Đừng có nhìn nữa. Được không, không tệ. Chính Khuôn à, huynh có chút chuyện phải ra ngoài một lát. Chính Nghiêu có chuyện gì vậy? Bức thư đó là do ai kêu đệ đem về cho đại ca vậy? Đệ cũng không quen ông ta. Ông ta đứng ngay trước cửa, đệ đi qua thì đưa cho đệ rồi. Gần đây đại ca cả ngày tỏ ra bí mật, không biết là có chuyện gì nữa. Nè mẹ, con đi chung với mẹ. Đứng lại. Tình hình sao rồi? Triều đình đã biết chuyện có đảng cách mạng ẩn nấp tại Cửu Giang, nhưng mà tạm thời chưa điều tra được thân phận của chúng ta. Nhưng chắc là sẽ mau chóng điều tra thôi. Để tránh liên lụy tới người khác, tôi và Lâm huynh sẽ lập tức rời khỏi Dân Thiện Đường. Chúng ta không thể chờ nữa, phải lập tức rời khỏi Cửu Giang mới được. Khoan đã, hồi nãy khi tôi tới đây, ngoài đường có rất nhiều quan sai đang tra hỏi mọi người. Tôi tin là ở bến đò cũng canh phòng rất là gắt gao, e rằng phải đi theo đường bộ. Đại ca, đại ca, đại ca. Chính Khuôn. Mẹ, sao hai người lại tới đây? Mẹ lo cho huynh nên mới. Châu đại nhân,
đang kết mạng. Bắn lại hắn. Đừng mà, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Người cầm truyền đơn của đảng cách mạng rõ ràng là loạn đảng. To gan, có bổn quan ở đây, đồ tư lực người lớn tiếng quát nạt. Tham kiến tri phủ đại nhân. Bị chức của bác không thấy thế sơ, mạo phạm tri phủ đại nhân. Bị chức phụng lĩnh của tăng đại nhân, tuy bắt loạn đảng. Mấy người họ đã tới thông báo trước với bổn quan rồi. Chuyện liên quan tới đảng cách mạng, ta đang tìm cách điều tra. Ở đây không còn gì của ngươi. Lát nữa bổn quan sẽ triệu kiến tăng đại nhân. Các ngươi lui ra trước đi. Đi chứ cáo lui. Dinh Nghiêu, con có liên quan với đảng cách mạng không phải là chuyện đùa đâu. Con có nghĩ tới hậu quả không? Con có biết nếu dính tới chuyện đó sẽ liên lụy tới cửu tộc không? Mẹ, nhưng Châu đại nhân có ơn với chúng ta mà. Trước đây ngài ấy từng cứu mẹ nữa, chúng ta giúp ngài ấy cũng là đúng thôi. Đúng vậy đó. Bây giờ triều đình hủ bại, dân chúng cơ cực, họ làm như vậy cũng chỉ vì muốn cứu Lê Dân, tạo phúc cho bá tánh thôi. Đúng đó, đại ca nói rất đúng. Hai đứa im miệng đi. Con thân là đại ca, không biết đứng ra làm gương, còn giải hư cho hậu bối nữa. Mẹ không hiểu cái gì là quốc gia đại sự. Mẹ không cần biết ai làm hoàng đế. Mẹ chỉ muốn con cái của mẹ bình an ở bên cạnh mẹ. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Mẹ à, một quốc gia nếu không ổn định, bá tánh làm sao có thể sống những ngày tháng yên vui được. Con không cần nói nữa. Nếu con là cô nhi, con muốn làm gì cũng được. Bây giờ con là trưởng tử của Lương gia, con phải nghĩ cho cả nhà. Con không thể rước họa vào thân được. Con mà tiếp tục làm vậy, con phải muốn mẹ tức chết không? Mẹ, mẹ. Đại ca, nghĩ kỹ lại thì mẹ nói cũng không phải là sai. Huynh cũng đừng có giúp cho đảng cách mạng nữa mà. Tính mạng là quan trọng nhất. Huynh nghe lời của mẹ đi. Trước đó đó, Huynh thì biết Huynh đã hứa với người ta không tiện từ chối mà, phải không? Hay là vậy đi, Điện sẽ thay Huynh nói với họ một tiếng là được rồi. Đó, không sao rồi, không sao rồi. Huynh ấy sẽ không giúp cho đảng cách mạng nữa. Mẹ, hôm nay cũng mệt rồi, con đưa mẹ về phòng nghỉ nha. Đi mẹ. Đại ca, Huynh coi nè. Để muốn sao đây? Hai ngày nữa trường của chúng ta sẽ vận chuyển qua Nam Dương. Tới lúc đó chỉ cần Lạc Tiên Sinh và Lâm Tiên Sinh núp ở trong số thùng gỗ đó. Để muốn yểm trợ họ trốn thoát. Không phải là Huynh muốn giúp đỡ cho bọn họ sao? Châu đại nhân có ơn với chúng ta, đây là lúc tốt nhất để báo đáp ngài ấy. Phải rồi, Huynh muốn giúp đỡ họ. Để không nhớ mẹ nói à? Không phải là vô lý đâu. Bây giờ chúng ta đang có cơ hội trong tay, nhưng nếu như chúng ta giúp đỡ cho đảng cách mạng trốn thoát, nếu lỡ bị người ta phát hiện thì cả nhà chúng ta đều sẽ tiêu luôn. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu không thì còn cách nào nữa? Bên ngoài đâu đâu cũng là quan binh, sớm muộn gì cũng bị họ phát hiện thôi. Tới lúc đó họ sẽ chết chắc. Còn về phía mẹ, chúng ta giấu mẹ, không nói cho mẹ biết là được rồi. Đừng suy nghĩ nữa, đây là cách tốt nhất. Chỉ cần chúng ta lên kế hoạch chu đáo một chút, bảo đảm mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đại ca, cứ làm như vậy đi. Mẹ à, ăn cơm được rồi. Ờ. Ủa, Khương ca và đại ca đâu? Ờ, tụi nó đi tới kho chuyển hàng rồi. Họ còn chưa ăn cơm mà. Ờ, ngày mai tụi nó sẽ chuyển hàng đi Nam Dương, nên rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng đâu thể không ăn cơm được. Không được, để con đem cơm tới cho họ ăn ha. Ờ, để mẹ giúp con. Ừ. Ủa, không thấy Khương ca và đại ca đâu hết. Ừ, nhất định là tới kho hàng bên cạnh rồi. À, để mẹ đi tìm, con đang mang thai, con đứng đây đợi đi. Gì đó?
你用光线做证，痛快碰一杯，让回也吸一口，冲去。Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.